sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những ngày qua, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quay trở lại trường, chuẩn bị cho một năm học mới trong không khí phấn khởi với tâm thế sẵn sàng. Năm học 2022-2023 là năm học thứ 3 ngành giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có chương trình thay sách ở lớp 3, 7 và 10. Hiện các trường học đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học nhằm đem lại cho các em học sinh một năm học chất lượng và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2022-2023 này tuy vẫn dạy và học chương trình hiện hành, hay còn gọi là chương trình giáo dục 2006, song cô Lê Thị Minh Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 91 trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa tiếp tục chủ động tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Với cô, những ngày đầu tự trường năm nay là khởi đầu một năm học mới thuận lợi cho thầy và trò vì được dạy và học trong trạng thái bình thường, không phải căng thẳng chống dịch Covid-19 như 2 năm vừa qua. Do vậy, cô càng quyết tâm hơn trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá kiểm tra trong năm học mới này nhằm giúp cho học sinh có thể tiếp cận một cách tốt nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi lên lớp 10 trong năm học tới. Đối với bản thân tôi thì tôi sẽ áp dụng những cái biện pháp như là tăng cường cái tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học, rồi chủ yếu là giáo viên gợi mở hướng dẫn để các em tự tìm hiểu cái nội dung của bài học, rồi trên cơ sở đó thì trao đổi và đưa ra những cái nhận xét đánh giá để các em rút kinh nghiệm. Để chuẩn bị cho năm học mới, hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh đều nỗ lực chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp, xác định ưu tiên cho các lớp mới thay sách năm nay là lớp 3, 7 và 10. Trong đó, công tác tập huấn cho đội ngũ giáo viên phải được quan tâm và có tính kế thừa. Năm vừa rồi thì một đội ngũ giáo viên đã thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì trong cái hè năm nay thì đội ngũ giáo viên này thì cũng lại là triển khai rồi tập huấn lại cho đội ngũ của giáo viên thực hiện ở lớp 7 này. Ở trên một cái tinh thần là chúng tôi muốn rằng là giáo viên phải có một cái sự kế thừa để có sự liên tục nắm bắt được kiến thức từ lớp 6 để mà tiếp theo cho chương trình của lớp 7. Rõ ràng, chính tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của mỗi thầy, cô giáo, mỗi tập thể sư phạm sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của mỗi trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Bản thân tôi là luôn học hỏi để trao đổi kinh nghiệm cùng với các bạn đồng nghiệp cũng như học trên những cái thông tin đại chúng để luôn luôn là trau dồi cái kinh nghiệm của bản thân, giúp cho các em ngày một tiến bộ hơn theo khả năng của mình. Mình không dạy đồng bộ các bạn giống như nhau mà tùy theo các con, là mình sẽ dạy theo sự tiếp thu, sự tiến bộ của từng cá nhân chứ mình không cào bằng tất cả các bạn ấy ạ. Phụ huynh và các học sinh cũng rất là phấn khởi khi được trở lại với trường lớp. Thì với những cái điều kiện như vậy thì tin chắc rằng sẽ có một cái năm học mới với rất nhiều sự thành công. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ khai giảng sẽ diễn ra. Hơn 730.000 học sinh các cấp cùng hơn 47.000 cán bộ quản lý, giáo viên của Đồng Nai chính thức bước vào năm học 2022-2023. Không khí phấn khởi vui tươi trong những ngày tựu trường, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương cùng sự phối hợp đồng hành của phụ huynh với nhà trường sẽ là động lực để ngành giáo dục đào tạo Đồng Nai tiếp tục gặt hái nhiều quả ngọt, có một năm học mới thành công.